Mẹ nhìn càng ngày càng thấy bự ngon không ông ta? Mẹ đâu thua gì với miền Tây đâu hả? Quá trời bự thôi nha. Wow, ở nhà mới hả? À, nhà mới. Cái này xây lại hay là à, xây lại. Xây lại hả? Ừ. Nhà cũ hôm trước ông tới rồi á. Tới thì nó dở gạt mà cái hồi cho tụi nó thuê. Cho tụi nó thuê mấy thằng Việt Nam Bắc Kỳ á. Thôi cái đi nó trồng cần sa à. Mẹ nó đục ở trên này, đục ở dưới. Đây, màu này cũng bự quá trời bự hả? Ừ. Quá trời. Alo, đây. Thì đang thử bếp. À, thử bếp điện lẩu. À, để lẩu này cây lâu ngày không có xài tới, giờ ra thử. Nó ok. Quá trời, coi như 4 cha con hả? 4 đứa. À, alo, quá trời, à, đây, cao hơn ông ta mà sao? Phải cao to hơn mới đúng chứ, à, quá trời đi. Vì đang thử cái máy cái này để lâu ngày cái không có rửa đi á, nó bắt đầu reset, phải thử lại cái. Bình thường thôi. Để coi mình sửa lại chẳng nhằm nhò gì hết. Nó cứ bị nhiễu.